Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực các bạn, một con đực cọp, một con đực ba bê bông. Đây con đực cọp nè, đầu chà bá nè. Đầu chà bá nè. Bò lỡ đó các bạn, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi rồi, bò lỡ nha, đực cọp nè. Đầu to đòn dài. Dái hai hòn, xương lớn nha, đực cọp. Hơi hiếu nuôi chút xíu nha anh em. 10 11 tháng tuổi, dái hai hòn. Đó, đầu to, đầu chà bá luôn. Lưng hẳn. Cao 1m14 bò, đít cao 1m2, bò tầm 10 11 tháng tuổi. Đực cọp. Đó, con đực cọp, con đực ba bê nha anh em. Cặp đực này thì chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn bò lỡ hết rồi anh em. Đó, đòn dài, đầu to, chân móng đều hoàn thiện. Đó, dàn chân móng là hoàn thiện hết nè. Đầu chà bá dài hở, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Đó, đực cọp, đầu chà bá lưng thẳng, cao 1m14 bò đến cao 1m2, 10 11 tháng tuổi, giá 29 triệu 500 ngàn. 29 triệu 500 ngàn cặp đực này nha các bạn. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, dái lưng thẳng, đầu to, dài hở, chân móng hoàn thiện. Đó, được cọp nè các bạn, tàn sát có nha, được ba bê nè, được ba bê bông ức nè, đầu mũi tiêu bông ức, da mỏng lông sát. Đó, lưng thẳng, cao 1m14 bò được cao 1m2 luôn nha. Con được cọp, con được 3B, chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn. Lỡ bò hết rồi anh em ơi, về anh em vô cỏ vô cám nhiều chút xíu là mau lên bò lắm. Bò này cứng bò dữ lắm mà. Đầu mũi tiêu nè, bông ức nè, đòn dài nè, được cọp, dương được 3B, chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn. Được 3B nè anh em thấy không, da mỏng, lông sát, đầu chà bá. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết anh em. Đầu chà bá này, chân móng đi hoàn thiện hết. Đó, bông ức nè, dái ngay hòn nè, xương lớn nè, chân móng hoàn thiện nè. Đó, chân móng hoàn thiện, dài hở cực kỳ luôn. Lưng thẳng băng nè. Cặp đực ba bê, con đực ba bê, con đực cọp này chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn nha. Con đực cọp, con đực ba bê chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn. Bò này lỡ bò hết rồi anh em, đồng khích nhau luôn nha. Đều cao 1m14 bò, đít cao 1m2. Bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi anh em, bò tầm 10 đến 11 tháng tuổi. Giá 29 triệu 500 ngàn, 29 triệu 500 ngàn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò nha, mình comment dưới màn hình video. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng đòn dài, dai hở, đầu chà bá. Cặp này hơi hiếu nuôi chút xíu nha anh em, da mỏng lông sát, màng cứng bò lắm. Đó, đây cọp nè, được ba bê này cứng bò dữ lắm. Bò này anh em về nuôi nhanh lên, đồng khích luôn. Đều cao 1m14 bò, đôi ngay giữa lưng, đít cao 1m2, 10 đến 11 tháng tuổi, giá 29 triệu 500 ngàn. 29 triệu 500 ngàn. Đó, lưng nè, chân móng đều hoàn thiện hết anh em. Chân móng nè, hoàn thiện hết. Giá 29 triệu 500 ngàn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá là đó, đòn dài dai hở. Còn được cọp, được ba bê chủ báo giá là 29 triệu 500 ngàn. Ăn uống rất giỏi nha. Bò này anh em vô cám vô mồi nhiều chút xíu là mau lên lắm, tàn cứng bò dữ lắm mà. 10 đến 11 tháng tuổi, giá 29 triệu 500 ngàn. Con được cọp, con được ba bê bông,